Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình quấn đít vội bắt ngay Lưu Bình Nhưỡng ở sân bay. Việc Bộ trưởng Bộ Công an vội vã ra lệnh cho Công an Thái Bình bắt ông Lưu Bình Nhưỡng được một luồng dư luận cho rằng là để ngăn chặn âm mưu chính trị của Vương Đình Huệ. Bởi ông Huệ đang xúc tiến mọi biện pháp nhằm loại bỏ Tô Lâm và các đối thủ chính trị khác trong cuộc đua nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14. Cho dù ông Nhưỡng chỉ là nạn nhân, nhưng dù sao ông Nhưỡng là phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, tức là lãnh đạo của một ban của Quốc hội, nên việc bắt giữ ông là việc rất lớn. Công an tỉnh Thái Bình thi hành lệnh bắt giữ đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài. Do đó, ban đầu khi đưa tin, tuyệt nhiên Công an Thái Bình và truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lý do hay bằng chứng cụ thể nào vì sự giúp sức của ông Lưu Bình Nhưỡng với Cường Quắt. Ông Nhưỡng có vai trò gì trong các hoạt động của đối tượng nhiều tiền án tiền sự, biệt danh là Cường Quắt, để cùng nhau cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật Hình sự đây. Kể cả trong thông báo của Bộ Công an cũng không cho biết cụ thể ông Lưu Bình Nhưỡng có vai trò gì trong vụ việc này. Tại sao việc bắt giữ một cựu đại biểu Quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội, tức là lãnh đạo của một ban thuộc Quốc hội, mà Bộ Công an cũng như truyền thông nhà nước lại đưa tin rất sơ sài, không công bố cụ thể cho công luận được biết? Sang ngày 16 tháng 11, truyền thông nhà nước mới bật mí rằng Công an tỉnh Thái Bình khám xét ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê nhà xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hùng Dũng cho biết, chính quyền xã cùng với đại diện thôn Hà Lý cũng được mời chứng kiến việc đọc lệnh khám xét và thực hiện khám xét vào khoảng 21 giờ 30 ngày 14 tháng 11, khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét đo đạc, chụp ảnh lại hai cánh cổng bằng gỗ. Sau đó lập biên bản đề nghị địa phương tạm thời quản lý. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính ngao ngán nhận xét: dự là bộ cổng này là quà tặng của thằng cháu kia bảo kê tặng chú, nên được coi là tang vật vụ án. Đại khái, chú giúp cháu xong, rồi chú xây nhà cháu cảm ơn bằng bộ cổng gỗ quý, giá độ dăm chục trăm triệu, có bằng chứng đây rồi, là ghép thành đồng phạm với thằng kia thôi. Còn Facebook Trần Thanh Cảnh thì nhận thất vọng và cho rằng, cơ mà khám xét tìm thấy vàng, đô la, kim cương, đá quý hoặc khối lượng tiền mặt nhiều thì chẳng thấy nói. Đằng này là hai cánh cổng. Chẳng nhẽ cổng như ông này bằng gỗ xưa nguyên khối hay sao? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Trong khi giới luật thì cho rằng tội cưỡng đoạt tài sản được thực hiện do lỗi cố ý. Mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc để thấy ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là người cưỡng đoạt tài sản. Liệt kê những điều này để thấy rằng việc ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc, kể cả nhà ở, quê của một phó ban thuộc Quốc hội là điều mà Tô Lâm bắt buộc phải làm. Không thì nguy, dù hiểu rõ phản ứng của công luận sẽ ra sao. Cũng phải xin nhắc lại, giới thảo tin tiết lộ cho biết về việc bắt tạm giam và khẩn cấp với ông Lưu Bình Nhưỡng và khám xét cả nhà riêng, nơi làm việc, kể cả nhà ở quê không có người ở. Vì quan trọng là những nơi ông Nhưỡng ở và làm việc cất giấu những chứng cứ bí mật của vô số chuột cống, đặc biệt là của Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình, để thấy rằng họ vội bắt vì ông Nhưỡng vì lý do như thế. Bộ cánh cổng trị giá khoảng 50 triệu là tang vật của công an nghi là ông Nhưỡng nhận quả biếu. Đó là lý do mà giới thạo tin khẳng định vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng mang màu sắc chính trị và triệt hạ phe phái trong đảng, mà Bộ Công an, ngành tòa án cũng như các nhóm lợi ích liên quan là các cơ quan chịu tác động nhiều nhất khi ông Lưu Bình Nhưỡng cố ý tập trung mũi dùi vào các lực lượng này trong một thời gian dài, theo chỉ đạo của cấp cao. Vì thế, câu hỏi vì sao ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt có lẽ chỉ có người trong cuộc như Vương Đình Huệ, Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình chắc chắn biết rõ. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ hiểu qua loa. Nhưng nhiều người nghe tin Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vội nghĩ ngay tới ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, cho rằng chính ông Trọng là người ra lệnh bắt. Nhưng dường như chưa phải là đúng, vì sau 3 nhiệm kỳ làm tổng bí thư, ông Trọng đã gây thù chuốc oán với đồng chí của ông quá nhiều. Với ông Trọng bây giờ, có lẽ ông chẳng còn muốn gì, chỉ xin hai chữ bình an khi nghỉ hưu sau đại hội lần thứ 13. Để biết rõ, mời quý vị đón xem phần tiếp theo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình quắn đít phải vội bắt ngay Lưu Bình Nhưỡng ở sân bay. Vì sao Tô Lâm qua mặt Tổng trọng bắt người của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ? Việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản đã khiến cho công luận bất ngờ. Nhưng số đông cho rằng họ không tin một người như cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, một luật sư, một cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội, quá hiểu biết pháp luật lại cấu kết với xã hội đen. Việc cơ quan công an cáo buộc ông Nhưỡng có mối quan hệ với xã hội đen hơn nữa lại tham gia cưỡng đoạt tiền của người khác là điều rất khó thuyết phục. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11. Công luận có chung nhận xét vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng sặc mùi âm mưu chính trị, triệt hạ phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Chứ ở cái tầm như Lưu Bình Nhưỡng đâu có thể làm những điều đáng hổ thẹn đến như vậy. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một trong các đại biểu Quốc hội của dân, là người biết và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để mà nắm bắt và lên tiếng cho các vấn đề xã hội mà người dân và dư luận quan tâm. Việc bắt giữ và khởi tố với ông Lưu Bình Nhưỡng có nhiều dấu hiệu mờ ám của thế lực chính trị thù địch với ông và nhóm lợi ích bị ông đụng chạm. Vì những phát biểu thẳng thắn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng về các vấn đề xã hội đã tổn hại đến lợi ích của các nhóm thế lực này. Khả năng cao việc bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng là quyết định từ Bộ Công an chứ không có thể là từ Bộ Chính trị. Vì đến trước ngày bị bắt, ông Nhưỡng vẫn giữ cương vị là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức là quân của ông sếp Vương Đình Huệ. Việc bắt một phó trưởng ban của Quốc hội đâu có dễ, chưa chắc ông Huệ và ông Trọng đã chịu như vậy. Nếu chịu khó quan sát chi tiết trong thông báo của Công an tỉnh Thái Bình, thì bắt tạm giam ông Nhưỡng tối 14 tháng 11 khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét nhà ngay sau đó. Vẫn theo trang tin của Công an tỉnh Thái Bình rằng, quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Điều vừa kể trên liên quan gì những tiết lộ dò dỉ của giới thạo tin cho biết, quan trọng là những nơi ông Nhưỡng ở và làm việc cất giấu những chứng cứ, những bí mật của vô số chuột cống. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trong một phiên họp Quốc hội khóa 14. Đáng chú ý, giới thạo tin còn tiết lộ, thực ra ông Lưu Bình Nhưỡng đã lọt vào tầm ngắm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từ thời ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 14 từ năm 2016 đến năm 2021. Trong thời gian là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiều lần đại biểu Nhưỡng đã có những phát biểu thẳng thắn, chỉ trích lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt với các cơ quan tư pháp, hành pháp. Với những phát biểu như, chưa bao giờ niềm tin vào tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ, hay không được biến Quốc hội thành căn phòng kín, gom góp lợi ích nhóm cá nhân. Thậm chí không hề ngần ngại, ông Nhưỡng đã chỉ rõ, cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vét đủ thứ, từ học hàm, học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hầu, đệ tử. Sống xa hoa, thậm chí cờ bạc, thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách. Thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ cho được? Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm. Thời gian gần đây, ông Lưu Bình Nhưỡng với tư cách là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn rất quan tâm tới các vụ án tử tù oan. Vào ngày 27 tháng 9, ông Lưu Bình Nhưỡng có cuộc gặp với cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Hay trước đó, vụ tử tù Nguyễn Văn Mạnh bị xử tử hình, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng. Những điều vừa kể trên để thấy rằng ông Lưu Bình Nhưỡng đã gặp sự cố với Bộ Công an là lẽ tất nhiên không có gì lạ. Vì chỉ cần với lý do là nổi tiếng và được nhân dân tin yêu, thì ông Lưu Bình Nhưỡng cũng thừa tiêu chuẩn để mà bị thiệt hạ rồi. Cho nên rất khó có thể thuyết phục dư luận tin rằng ông Lưu Bình Nhưỡng bị bách vì tội danh cơ quan công an đã gán ghép cho ông. Đây là điều vu khống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo.de với bản tin Vì sao ông Tô Lâm qua mặt Tổng Trọng bắt người của Chủ tịch Vương Đình Huệ.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.